Vâng, Kim Thanh xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang đến với khách đến chơi nhà tuần này. Phải nói ngồi kế Kim Thanh là một khách mời mà ngày hôm nay Kim Thanh cũng cảm thấy rất áp lực, bởi vì cái sự thành công của những sản phẩm anh này anh thực hiện bây giờ làm cho mọi người rất là choáng ngợp. Những ai mà liên quan đến showbiz thì mấy ngày hôm nay gần như là mất ăn mất ngủ để đếm tiền giùm ảnh, và nhiều người còn nói là không biết tiền nhiều như vậy sẽ để làm gì. Thôi mình chốt lại câu ngắn gọn là Trấn Thành Asin chào xin. Dạ, xin chào chị. Cho phép Trấn Thành gửi lời chào đến quý vị. Thật sự áp lực đúng không? Dạ áp lực chứ, dạ, nghe lời giới thiệu là áp lực rồi. Hôm trước khi mà cái bộ phim mà thật ra là chính thức sneak show được một ngày, thì Kim Thanh cùng với bạn bè của mình, những người đã đi xem bộ phim này rồi, có ngồi tám chuyện với nhau và nói chung là bàn luận với nhau là về doanh thu của Bố Già tại các rạp thì sẽ như thế nào. Trời, mới coi ngày đầu là đã bàn. Đúng rồi, mới coi ngày đầu là bàn, là gọi là hội nhiều chuyện á. Thì cuối cùng á là mọi người nói là cái phim này kiểu gì cũng sẽ được 200 tỷ. Và sẽ trở thành cái bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Wow. Nhưng mà sau khi mà sneak show mà được tầm 2 ngày rồi, bắt đầu mọi người nói, chà, kiểu này chắc là 250 tỷ đây. Và nếu mà tính đến sneak show mà 4 ngày mà bộ phim đã đạt được 100 tỷ rồi, mọi người bắt đầu tá hỏa, nói là kiểu này chắc là phải 300 tỷ. Nhưng mà mọi người nói là thông thường những cái thời điểm đầu á thì nó sẽ rất là ồ ạt, nhưng mà sau đó nó từ từ lại. Thì mọi người nói như vậy, Kim Thanh không biết như thế nào, và mọi người đang cá với nhau một chậu ăn là 200 tỷ, 250 tỷ và 300 tỷ. Trời. Bây giờ phim Bố Già còn hơn cái bàn bầu cua nữa. Thì bây giờ Kim Thanh đã lỡ đặt cược là 300 tỷ rồi xin ơi. Dạ. Thì bây giờ chắc là chị em mình tình thương mến thương như thế nào, ít ra em cũng phải cố gắng giúp chị có được chậu ăn chứ, nếu dạ, không mình bị lỗ tiền. Quý vị ơi, nếu như quý vị ai là những fan của chương trình và yêu thích giọng nói của chị Kim Thanh thì hãy giúp cho chị Kim Thanh thắng chầu này bằng cách ủng hộ phim em nha quý vị. 300 là con số mà chị Kim Thanh mong đợi nha quý vị. Dạ vâng. Nhưng mà chắc là Thành cũng mong đợi con số này đúng không? Thực ra thì với Thành thì con số nào cũng được hết. Em đã được chiếu là đối với em là vui lắm rồi thật sự. Dĩ nhiên đừng quá tệ thôi, tại vì em muốn một tác phẩm nó được ghi dấu bằng cái thành quả của nó. Nói gì nói chứ cái con số nó nói lên là tác phẩm đó nó có đi vào lòng công chúng hay không. Cái con số nó chứng minh cho cái giá trị của tác phẩm đó mà người ta đánh giá nó. Tại vì quý vị đánh giá nó tốt thì con số nó mới cao, quý vị đánh giá nó không tốt thì con số nó sẽ thấp lại. Thì không cần biết ai nói gì đi nữa thì cuối cùng người ta cũng dựa trên những số liệu thôi mà, đúng không ạ? Tất cả những phim trên thế giới người ta cũng sẽ nói là ở phim đoạt doanh thu thế nào thế nào thế nào, thì đó là những cái gọi là giá trị mà khán giả trao cho cái bộ phim đó. Cho nên em nghĩ rằng là với một bộ phim mà em cố gắng em làm hết mình, thì nếu như quý vị thương thì quý vị cho nó một con số cao, thì đó là cái sự quý vị gửi gắm lại cho đoàn phim, cho công sức của anh em. Thì em rất là muốn, dĩ nhiên bản thân mình làm phim mình nói mình không thích tiền là không đúng, là xạo. Em đã nói bao nhiêu rồi, ai mà nói em làm phim vì đam mê, không có đam mê mà lỗ không mê mà lỗ không sao lầm luôn. Mê chứ, mà cũng mình dĩ nhiên mình cũng phải cần doanh thu chứ. Nhưng mà đối với Thành thì doanh thu không phải là cái gì đó gọi là số một hàng đầu mà Thành quan tâm. Quan tâm là phim của mình á có để lại được cái gì cho đời không? Có để lại được cái gì cho người xem sau khi ra rạp không? Có thay đổi được cuộc sống không? Có giúp cho xã hội tốt hơn không? Có lan tỏa được sự tích cực không? Đó là những điều em quan tâm nhất khi em làm phim. Tại vì làm phim là làm công tác tư tưởng. Làm phim là một cái người truyền thông điệp, một sứ giả của tình yêu. Nếu như mình làm phim, sau bộ phim quý vị chẳng có một cái gì động lại về bài học, về một chân lý mới hay là về một định nghĩa nào đó mới để được nhận ra, thì ít nhất thì cũng được cảm xúc đi ha. Cũng không được cảm xúc luôn thì em chẳng biết làm phim nó để làm gì ấy. Cho nên là mình làm phim ít nhất mình phải cho được cái bộ phim của mình một cái giá trị gì đó cho cái người xem, thì Thành nghĩ vậy. Cho nên hy vọng là nếu như mà bộ phim này ngoài được doanh thu tốt thì em cũng hy vọng là nó giúp cho quý vị như một người bạn á. Mỗi lần người nào mà có vấn đề trong gia đình mình lấy ra mình xem như một người bạn á, để chia sẻ cùng với mình, và mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, sống tốt hơn. Thật ra nói đùa một chút xíu thôi,
phim nào nó cũng có một cái ý nghĩa nào đó, kể cả phim thảm họa cũng giúp cho người ta nhận định được như thế nào là phim thảm họa. Cho nên yên tâm, kiểu gì nó cũng sẽ có ý nghĩa. Kiểu gì nó cũng sẽ có ý nghĩa cho một người nào đó. Đúng rồi. Nhưng nhiều mà... khi người ta đi xem phim thảm họa để giải trí nữa quý vị. Không, bây giờ Kim Thanh cùng với những người á, bạn bè đồng nghiệp mà mình bên mảng phim á, là có những cái bộ phim mà mọi người review tới mức mà mình, nó dở tới mức mà mình phải đi xem coi nó dở tới mức nào. Có nghĩa là mình xem người ta dở một cách nghiêm túc như thế nào. Đúng rồi, có những cái mà nó dở mà vượt giới hạn thì mình xem mình có một cái sự giải stress vì cái sự ngô nghê, vì cái sự dở đó. Trời, cười. Lần trước em nghe bạn em có một người lâu lâu á mà cũng có review bảo là ê phim này nên đi coi, nó hỏi sao. Ồ giải trí lắm, tôi nói ồ phim vui lắm mà, không nó dở lắm. Ồ trời, dở mà cũng giải trí nữa hả? Không, khi mà nó dở ở một cái mức mà vừa phải đó, mình xem mình sẽ khó chịu. Dạ vâng. Nhưng mà nó vượt mọi giới hạn về cái dở đó, là kể như mình xem mình thấy nó hài lắm, thật sự luôn. Cái này Thành có thể lý giải thế này quý vị ạ. Mình cứ nghĩ đây là năng lượng tích cực đi ha. Ví dụ như một cái người mà bận bộ đồ không đẹp đi. Có nhiều người sẽ nói là bộ đồ này xấu quá. Đó là năng lượng tiêu cực nha. Mình chê người ta bật đồ xấu có nghĩa là năng lượng tiêu cực rồi. Nhưng mà mình nhìn như bộ đồ mình nói cái chị này mặc đồ vui nè thì đó là năng lượng tích cực nha. Mình cứ suy nghĩ vậy đi cho nó đỡ bị nặng lòng. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự nói thì nói chứ với bố già là một bộ phim nặng lòng. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Thì hôm đó Kim Thanh thấy là mọi người chuẩn bị vô premiere báo chí để xem. Thì trước khi xem là được tặng một cái túi, thì trong đó mở ra là thấy có cái bình nước. Ok, rồi không sao. Rồi có chai nước. Rồi xong là có cái bịch khăn giấy luôn. Thì có nghĩa là bản thân Thành đã biết trước là bộ phim mình sẽ tạo được cảm xúc rất là nhiều rồi. Thì cái câu chuyện đó Kim Thanh cũng đã trò chuyện với Trấn Thành ngay sau cái buổi premiere rồi. Nhưng mà đó là những gì mà chúng ta tự nói với nhau giữa truyền thông, báo chí và nghệ sĩ. Và thông qua những ngày vừa qua khi bộ phim trình chiếu, với cái sự ủng hộ của mọi người dành cho bộ phim như vậy, thì chắc chắn là tạo được cái sự đồng cảm rất nhiều. Nhưng mà với cá nhân Thành á, cái tác phẩm này có phải là cái tác phẩm mà Thành thấy là ok, nó tròn trịa hết tất cả mọi thứ mà mình muốn chuyển tải chưa? Hay là nếu mà bây giờ mình làm lại, nó vẫn còn cái gì đó mình muốn thay đổi? Thưa quý vị, thì không ai dám nói cái tác phẩm mình hoàn hảo cả. Cái này nói thiệt, và bản thân Thành thật sự thấy như vậy. Bố già đâu có hoàn hảo. Bố già vẫn còn nhiều cái lỗ hổng của nó lắm chứ. Vẫn còn nhiều điều mà Thành nghĩ trong đầu nhưng mà mình làm không đúng như mình mong muốn chứ. Có chứ. Rồi cái thứ nhất, ví dụ như về mặt diễn xuất của cái vài phân cảnh đi. Ngay cả bản thân Thành cũng có nhiều phân cảnh mình lo toan quá, mình đóng dở mà. Thành đâu có nói là mình đóng hay đâu. Ít nhất thì nó tròn cái vai và nó gây được cảm xúc. Nhưng mà có vài phân cảnh vì mình làm đạo diễn mình lo lắng nhiều quá, mình chỉ đạo hết người này tới người kia. Mình cũng lo ra, cho nên cái ánh mắt của mình á là toàn là tập trung xem coi người này có nói sai thoại không, người kia có nói trật câu không, ông này đi tới chỗ có đúng không. Nó bị phân tâm như vậy, cho nên không phải lúc nào Thành cũng diễn chính xác tròn vai. Cho nên á, trước phim mình đã nói dặn bản thân mình rồi này. Ê Xin, bỏ bớt tính bao đồng nha. Phải chấp nhận những cái không hoàn hảo để bản thân mình tốt hơn. Chứ bây giờ lo cho thiên hạ quá rồi cuối cùng vai mình là vai dở nhất á nha. Rồi ra hiện trường y chang. Tự dặn sao? Nó như một cái nết, như một cái thói quen. Cứ ra hiện trường thấy người nào làm không tốt là push tâm lý cho người ta để người ta làm lại cho tốt. Mà lấy cái take về á, thay vì lấy take mình diễn giỏi nhất đi. Tại vì thí dụ quay one shot là quay một lần á, một cú máy dài đâu có được đổi quý vị. Thí dụ mình quay mình băm nhuyễn nó ra, có cái này cận, cái kia toàn, thì cái nào dở mình bỏ, cái nào hay mình nhét vô. Nhưng mà quay one shot là quý vị chỉ được lấy một shot một thôi. Không có sự thay thế. Về mà dở là coi như mất luôn shot đó, đó là chấp nhận á. Thì mình ưu tiên cái shot cho diễn viên chính. Ví dụ là như Châu Tuấn Trần, Châu Quắn. Ưu tiên cái shot nào mà nó diễn hay nhất cho nó. Tại vì câu chuyện là của đứa con chứ không phải của người cha. À, người cha là cái nguyên do để gây ra câu chuyện. Thành thử ra là nó có những cái như vậy. Rồi có những cái về bối cảnh này nọ, Thành cũng muốn nó được hơn nữa, hay là có những góc máy ý đồ hơn nữa. Nhưng mà vì thời gian không cho phép cho nên mình chỉ quay được tới đó thôi. Thì em nghĩ thế này quý vị ạ, ngay cả những hãng xe lớn như là Rolls Royce, Mercedes, người ta còn làm ra những sản phẩm không hoàn hảo mà.
thế người ta còn có động lực phấn đấu để làm cái khác rồi. Ví dụ như là cái người mua cũng còn, người ta đổi đời mới cũng còn muốn đổi xe, chứ còn làm ra cái sản phẩm hoàn hảo quá mình chẳng biết mình làm cái gì kế tiếp ấy. Cho nên em nghĩ là với bố già thì mình chỉ hỏi mọi người thế này thôi, là mọi người đến xem một bộ phim vì cái gì nhỉ? Là vì để xem kỹ xảo thiệt tuyệt vời, hay coi một cái bộ phim mà nội dung cứ 5 phút là giật gân lần, hay là một bộ phim twist tung hỏa mù lên. Đôi khi mình chỉ cần đến đó để xem một cái gì đó, để mình ra mình có cảm xúc hay mình nhận được một cái điều gì đó thôi. Thì em nghĩ có những điều không hoàn hảo nó cũng ok mà ha. Mình lướt nó qua thì lần sau mình có động lực mình làm hơn những cái điều hoàn hảo hơn. Em nghĩ vậy. Thì Kim Thanh có nói chuyện phỏng vấn anh Đảng, thế ảnh nói là xin mà bỏ cái tính bao đồng là tốt hơn nhiều lắm đó. Chắc vậy quá. Nhưng mà chắc chắn là không bỏ được rồi. Thật sự ra không bỏ được cái tính này đâu. Cho tới phim Bố Già em đã tự nhủ lòng mình rất nhiều. Nói bản thân mình rất nhiều, nhưng em vẫn không thấy nó khác đi. Thì có nghĩa đó là cái điều đối với em cho tới ngày hôm nay em nhận ra là nó không thể thay đổi. Thì cái việc duy nhất em có thể thay đổi là bản thân em phải bản lĩnh hơn, diễn giỏi hơn. Để tự khắc phục bản thân mình thôi, không còn cách khác. Anh Đảng anh cũng có nói trong cái buổi họp báo, thì mọi người hãy xem đây là cái tác phẩm chào sân của Trấn Thành với vai trò đạo diễn. Tại vì cái dấu ấn của Thành rất là lớn. Thế thì thật sự thì Kim Thanh cũng biết là với Cua Lại Vợ Bầu hay là những cái tác phẩm khác á, cái dấu ấn và vai trò của Thành ở trong đó rất là lớn. Nhưng mà hồi đó mình không có một cái tên chính thức ở trên dạng ví dụ như đạo diễn hay gì đó. Thì đối với Thành, với cái bộ phim này, Thành thấy là cái trải nghiệm nó cũng giống như những gì mình làm, nhưng mà hồi đó nó không có tên, bây giờ nó có tên hay là nó khác nhiều? Khác nhiều lắm chị. Ví dụ như Vợ Bầu đi. Vợ Bầu thì Thành cũng can thiệp vào nhiều, cả về khâu làm kịch bản lẫn khâu dựng phim, và cũng có thêm thắt thoại ở trong đó để cho câu chuyện nó hay hơn. Nhưng mà mình làm gì làm mình cũng dưới vai trò là một diễn viên, góp ý cho đoàn phim có những cái thú vị để đạo diễn lựa chọn. Đạo diễn lúc đó là Nhất Trung, thì Trung thấy cái nào Thành đề nghị hay thì Trung sẽ lấy để đưa vào, chứ Thành không đóng vai trò chính trong việc quyết định là mình sẽ nhận cái gì. Còn cái này thì mình làm việc ngay từ đầu, ví dụ như là phim kia là Nhất Trung viết kịch bản, xong rồi Thành mới từ cái đó mình phát triển ra. Còn cái này là kịch bản ý tưởng ban đầu là từ Thành luôn, Thành nghĩ câu chuyện nó ra luôn, và mình chịu trách nhiệm cho những gì mình làm luôn. Mình thảo luận cùng với cái người họa sĩ thiết kế là anh Trinh Hoang. Anh Trinh Hoang là giám đốc của, là chúa tể của HK Phim đó. Thì anh cũng cùng với Thành đi tưởng tượng ra bối cảnh nó là cái gì, để kiếm cái nhà cho nó giống. Ý Thành muốn xài bao nhiêu tiền cho cái cảnh đó thì anh liệu cơm gấp mắm đó. Cái kiểu vậy là mình phải làm cái chuyện đó luôn. Ngày hồi xưa mình không có làm những cái chuyện như vậy. Cái đó là sản xuất. Sản xuất luôn đó. Rồi phải ngồi với anh Đảng là cái này được chưa, cái kia được chưa. Rồi ngồi không những chỉ anh Đảng mà với cả anh Diệp Thế Vinh, anh DOB là giám đốc hình ảnh của phim, là nếu với cái cảnh này mình phải quay cái hình nó như thế nào. Mình ngồi mình bàn về cái những cái hình ảnh sẽ xuất hiện trong phim, chứ không những chỉ là cái đường dây thôi. Đó, rồi chỉ đạo diễn xuất nữa. Ra hiện trường là phải chỉ tất cả các vai, thay vì ngày xưa thì ai đóng với mình cảnh nào thì mình hỗ trợ với nhau dợt đúng cảnh đó thôi, còn đây là diễn chỉ đạo cho tất cả mọi người trong tại phim của mình đầu tư nữa mà. Thì đó, thành thế ra là rồi dựng phim nữa. Ngày xưa dựng phim là mọi người dựng hết, rồi cuối cùng Thành sẽ là người góp ý cuối để mà final vuốt lại cho nó đẹp thôi. Còn đây là Thành sẽ dựng toàn bộ phim từ A đến Z. Làm giám đốc âm nhạc luôn, chọn nhạc. Rồi cùng làm nhạc chung với Phan Minh Quỳnh luôn, cùng nghĩ lời chung với Quỳnh. Nói chung là cái gì cũng phải nhúng tay vô mới yên tâm. Hơi tham lam, hơi ôm đồm, nhưng mà thật ra là Thành là bị sống duy mỹ á, sống hơi cầu toàn á, cho nên hơi bị cái tính bao đồng như vậy. Cho nên nhưng mà em nghĩ là một tác phẩm mình phải đầu tư cỡ đó thì nó mới hay được, chứ còn nếu mình hời hợt thì nó không thể hay được. Và dĩ nhiên là Thành có rất nhiều người phải cảm ơn, tại vì họ hỗ trợ Thành quá nhiều đi. Nếu không có họ mình không nghĩ là mình làm được nhiều như vậy đâu. Ví dụ như họa sĩ thiết kế anh Trinh Hoang là một người, ngoài là cho quý vị những cái bối cảnh tuyệt vời đó ra nhé, kiếm đâu ra cái con hẻm đó mà ông kiếm được hay không. Mà
ổng còn góp ý kịch bản nữa. Có rất là nhiều những cái ý kiến của anh Trinh Hoàng rất là đắt giá. Anh Diệp Thế Vinh ngoài là một DOP, là người lấy hình thôi, chịu trách nhiệm cho hình ảnh. Anh Diệp Thế Vinh là một cái người góp ý rất nhiều cho kịch bản và góp ý rất nhiều cho những cái cảnh quay mà hiệu quả. Thành là người yêu cầu anh Vinh ơi, cái đoạn này quay one shot cho em. Đó là Thành yêu cầu anh quay one shot. Nhưng mà quay one shot như thế nào thì ảnh lại đề nghị ngược lại Thành là anh muốn quay one shot như thế này, Thành nghĩ có được không? Thì nó là ồ, ý kiến đóng góp của anh quá hay, hãy làm theo anh đi. Chẳng hạn như một cái cảnh mà quắn với lại cha con mà nói chuyện với nhau, mà có một cái bức, lúc nào cũng có một cái bức tường để nó ngăn cách hai cha con. Đó là cái cảnh mà do anh Vinh anh đề nghị là nên quay theo cái kiểu đó, thì anh thấy nó mang ra cái tính văn học và cái tính giá trị của điện ảnh, thì nó wow, tuyệt vời. Cái ý của anh rất là hay. Đó, thì có nghĩa là mình chỉ đề nghị one shot thôi, nhưng mà ảnh là one shot như thế nào là ảnh lại đề nghị ngược lại mình, thì mình rất là mê những cái kiểu đó. Còn anh Đảng là một người ảnh có thể thức tới sáng để bàn về phim cho mình. Rồi ảnh canh từng ly từng tí trong cái monitor xem là có chỗ nào sai, người nào diễn thế này thế nọ để cùng góp ý. Và ảnh nốt lại từng chi tiết nhỏ mà Thành nghĩ ra nhé. Bây giờ Thành nghĩ ra một cái gì là ảnh nốt là liền. Chưa thấy một đạo diễn nào mà siêng năng, mà gọi là chuyên nghiệp, mà gọi là chịu khó như anh Đảng. Kỹ tính, kỹ khủng khiếp. Mình vừa nhớ ra một cái gì để mình nói ra thôi, mình tưởng là mình nói vu vơ thôi, ảnh nó ghi lại hết rồi đó. Là ngày mai lên hiện trường là anh sẽ nhắc là diễn cái đó nha Thành, hôm qua em thấy ý đó hay lắm. Chưa thấy ai mà kỹ tính như anh Đảng. Thật sự là nó có rất là nhiều con người họ giỏi thật sự, và không có họ thì mình không nghĩ là mình có đủ cái năng lượng để làm như vậy. Và ai cũng như anh Đảng nói đó, ai cũng nhiều khi sẽ có người thích Thành và có người không. Thì những người không thích Thành sẽ hỏi anh Đảng là banh chưa? Làm việc với một cái thằng như Trấn Thành banh chưa? Đúng rồi. Nói thiệt với quý vị nha, em tự hào là trong đoàn phim Bố Già không có một lời to tiếng nào với nhau, từ ekip đến sản xuất đến diễn viên. Chưa một ai nặng lời với nhau và cãi vã với nhau một chuyện gì trong đoàn. Một tháng trời quay phim là một tháng hạnh phúc, yêu thương nhau. Anh em vừa làm xong còn đi bạc ti với nhau vui vẻ. Tôi rất hạnh phúc vì tôi gặp được những con người tử tế như thế. Nhưng mà vẫn có ý kiến này ý kiến kia, nói làm chung với nhau thì phải khen nhau thôi, kiểu như vậy. Nếu một người nói thì nó là xã giao. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều nói thì nó là sự thật. Em nghĩ vậy. Tại vì không ai gây lộn. Không ai gãi, tại vì tụi em đã làm những điều đó trước khi bấm máy rồi. Tiền kỳ là phải ngồi bàn với nhau hết. Tất cả những tranh cãi nằm trong đó. Mà tranh cãi cũng rất văn minh. Đưa ra ý kiến chứ không chà đạp ý kiến người khác, hay là không tấn công người ta. Không bảo vệ quan điểm mình một cách quá đáng. Chỉ đưa ra ý kiến thôi. Và em thấy là đây là một đoàn phim rất văn minh và rất là tử tế với nhau. Nhưng mà mấy cái nhà đó, tức là mình thuê nguyên một dàn nhà rồi mình phá banh nhà anh ta hay dạ sao? Không, em dựng hết vậy. Tức là cái đó là cái khu trống. Đó là một cái hẻm. Trong đó có vài nhà là người ta đã dọn đi, người ta đã đập rồi. Mình mượn những cái nhà đã đập rồi, mình xây lại một căn nhà giống ý của mình. Quý vị, đó là xây hẳn một căn nhà. Chứ không phải là mượn nhà người ta quay. Như vậy là đúng là tìm được cái hẻm như vậy rất là khó luôn. Rất là khó. Tại vì cái hẻm như vậy nếu mà quay một cái nhà thật sự ấy. Đúng nghĩa là cái hẻm đó. Thì quay lên nó lại không đẹp. Nhiều khi cái nhà người ta thì nó lại không đẹp và không đúng cái ý đồ bước ra bước vô của mình. Thì muốn có ý đồ thì phải bỏ tiền. Phải xây nhà quý vị. Xây hẳn một căn nhà, tất cả những cái đồ vật đó là do cái anh họa sĩ, cái anh gọi là, mình gọi là gì ta, thiết kế trường quay. Thiết kế trường quay đó quý vị. Là anh đội ngũ của anh Thao. Ôi làm đẹp xuất sắc, kiếm rất là nhiều những cái mà cũ mà có giá trị ấy. Xuất sắc thật. Nhất là những cái cảnh mà phải có cái nhà trống mà để bỏ nước vô trong nữa. Đó là anh Hoàng anh làm nha quý vị nhé. Kinh khủng. Bịt cái nhà lại thiệt luôn. Bằng giấy, bằng ni lông. Rồi đổ, em nhớ là mấy chục khối nước vào đó, ngập nguyên một cái nhà thiệt để quay, chứ không phải là trong một cái trường quay nào cả nhé. Cho nên là đúng là cái cảnh đó nhìn thấy set rất nó là thiệt khó. Chị nhá. Đó. Thì nói chung là với những người mà có tìm hiểu về cái mảng phim thì biết là với những cái bối cảnh mình cũng đã tốn kém như thế nào, và khi mà dựng thì nó rất là cực và phải tỉ mỉ. Nó buồn cười lắm chị, lên phim có mấy giây, mười mấy giây à, coi hết à.
Nhưng mà để làm cái đó mấy ngày á, nhưng mà mình sướng là được rồi. Yeah, mình coi mình thấy đã. Kim Thanh có nhân hồi nãy Thành nhắc lại cua lại vợ bầu, thì Kim Thanh có đọc cái status của Bình Bồng Bột, thì Bình nói là ừ, lần này có một nơi muốn Bình phỏng vấn Thành, thì Bình nói là đã phỏng vấn rồi, mà lúc đó là đang vừa xong cua lại vợ bầu và kiểu như là cái vai trò MC của Thành rất là thành công rồi, thì những cái câu hỏi mà Bình muốn hỏi thì đã hỏi hết rồi. Thì bây giờ cũng nếu hỏi cũng chỉ là những cái câu hỏi đó thôi, là nhưng mà khác một chút xíu là Thành lại bước lên một cái đỉnh mới. Thì Kim Thanh muốn hỏi tiếp cái phần đó là bây giờ Thành thấy thật sự cái đỉnh mới này nó phải là cái đỉnh của mình hay chưa, và nếu chưa thì Thành đang mong một cái đỉnh như thế nào? Ai mà làm được một cái gì đó mà thành công mà nói là đỉnh của mình á, thì ngày đó là ngày tồi tệ nhất rồi, là chắc không đi nữa, không leo nữa. À, quý vị ơi, cái người làm được một việc thành công nó khác với người thành công. Trấn Thành luôn luôn mong muốn phấn đấu để trở thành một người thành công, chứ không phải là người làm được những việc thành công. Tại vì người làm được việc thành công thì thành công đó là tạm thời. Còn người thành công thì dù trong lúc trên cái chặng đường thành công của họ có vài thất bại thì thất bại đó cũng chỉ là tạm thời. Sẽ có rất nhiều đạo diễn giỏi, họ cũng fail vài phim chứ. Đâu phải cuộc đường đời ai cũng may mắn để mà thắng mọi thứ. Đúng rồi. Nhưng cái fail của họ người ta không bị thất vọng. Chỉ là chắc có lẽ lần này anh fail quá. Hay là lần này không may mắn nhờ. Nhưng phim sau là người ta gỡ lại ngay. Người ta hay lại ngay. Có nghĩa là người ta định hình được một cái thẩm mỹ nhất định, một cái trí tuệ nhất định để bảo chứng cho một cái gì đó. Sometimes người ta bị hỏng chân, hay là người ta cũng mắc sai lầm. Ví dụ vậy, con người mà, nhân vô thập toàn. Nhưng cái giá trị mà người ta đem đến cho cái lĩnh vực mà người ta đang theo đuổi á, nó rất là lớn và nó hiện hữu. Nó là loại giá trị có thể hình dung được. Thì người ta không phải là chỉ làm một hay là hai cái tác phẩm thành công. Mà cả đời người ta làm cái gì nó cũng có hơi hướng thành công cả. Cho nên đừng có nghĩ là mình mới làm được cái này là giỏi rồi. Dạ không, bố già làm được như thế thì mình cảm ơn khán giả. Mình cũng phải hy vọng là mình làm được nhiều bộ phim hay hơn nữa chứ. Thu hút được nhiều khán giả hơn nữa, ra rạp nữa chứ. Và tại sao bên nước ngoài người ta làm một phim người ta có thể sống nửa đời người, mình 90 triệu dân mà lại không làm được chuyện đó? Có nghĩa là lượng khán giả Việt Nam ra rạp vẫn không như lượng khán giả nước ngoài ra rạp. Và cái tiền vé của chúng ta bây giờ vẫn chưa cao được như tiền vé của họ. Như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu làm những cuộc cách mạng đi. Không có những cuộc cách mạng cho điện ảnh thì sẽ không bao giờ có được những cái con số đáng mơ ước như nước ngoài. Thì phải có những người tiên phong để cố gắng làm được những điều tốt đẹp cho cái nền văn hóa của nước nhà. Thì Thành rất hy vọng mong là mình góp một cái chân nhỏ của mình vào trong cái việc là cùng nhau làm đẹp cho cái nền điện ảnh của Việt Nam. Thì Thành cũng hy vọng là ngoài việc mình mang đến cho điện ảnh Việt Nam những con số kỷ lục, thì mình cũng muốn có mặt trên thị trường quốc tế để so sánh với bạn bè quốc tế. Tại vì bây giờ chúng ta thấy tại sao Thái Lan có quá nhiều bộ phim nhập về Việt Nam và vẫn hot. Như là gì đó, Tình Người Duyên Ma. Hay là cái phim gì vừa rồi mà siêu trộm gì đó, lừa bịp gì đó, lừa đẻo gặp lừa đảo. Tại sao người ta làm được những bộ phim như vậy mà hot luôn cả thị trường Việt Nam, mà chúng ta thì không, ngược lại đi hot ở Thái Lan ví dụ vậy. Hàn Quốc cũng nhập phim về quá trời, mà phim mình là cũng châu Á, tại sao mình không nhập được phim qua Hàn Quốc ví dụ vậy. Thì thành thử ra là không ai nghĩ là Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho của Hàn Quốc có thể đứng ở Oscar nhận tượng đại lớn của thế giới. Dĩ nhiên Oscar thì em nói em hơi khoa trương, cái đó cái chặng đường đó còn xa quá, mình đừng có bị lên mây. Nhưng mà ít nhất thì cũng được ở Liên hoan phim Busan, một cái Liên hoan phim châu Á, một cái gì đó. Mình cũng hy vọng là mình sẽ đến được với bạn bè thế giới chứ, tại sao lại không. Cho nên còn nhiều cái đỉnh cao phải vươn tới lắm. Có một nghệ sĩ tuyên bố là sẽ, một ca sĩ đi, tuyên bố là ở cái độ tuổi đó tôi sẽ không làm ca sĩ nữa mà tôi sẽ đứng ở phía sau, tôi làm những cái công việc khác. Thì
đó có thể là cái tuổi mà bạn đó đưa ra thì nó hơi sớm, ví dụ như là 30 chẳng hạn. Nhưng mà cái chặng đường của một người nghệ sĩ nó rất là dài, và đa phần ai cũng thấy là từ từ những người đứng phía trước cũng sẽ lui dần về phía sau theo một cách nào đó. Thì Kim Thanh cũng thấy là thời gian gần đây thì Trấn Thành không có tập trung. Nói chung là ngày xưa là Trấn Thành cũng được yêu thích nhiều khi mà làm nghệ sĩ hài, nhưng mà nhiều năm nay thì không có vai trò hài nữa. Thì Kim Thanh đang tự hỏi là Thành có bỏ hẳn cái mảng hài của mình hay không, có còn máu me với sân khấu hay không. Rồi bây giờ đạo diễn, nhà sản xuất, những cái vai trò ở phía sau, có thể là đối với công chúng họ không biết, nhưng mà với những người trong giới chuyên môn thì đều biết rõ những cái tầm quan trọng như vậy. Thành có một cái ý định nào đó là đến một cái độ tuổi nào đó mình nên rút hẳn về sau như vậy, không làm MC, không làm nghệ sĩ hài hay không làm diễn viên gì nữa hay không? Thưa quý vị, là một nghệ sĩ trong một khoảng thời gian nhất định nào đó thì họ sẽ cảm thấy là cái việc làm của mình là có ý nghĩa hay không, cái việc mình đang làm nó mang đến giá trị như thế nào cho bản thân của mình. Có những lúc vì cơm áo gạo tiền họ sẽ không được lựa chọn nhưng với những người mà luôn biết đủ á, người ta thấy vậy là đủ rồi á, thì người ta sẽ lựa chọn cho cái cảm xúc và cái giá trị mà mình mong muốn có được. Thì sẽ có một lúc nào đó mà người ta muốn làm cái này hay là muốn làm cái kia, hay là người ta không muốn làm cái đó nữa là chỉ vì để trốn tránh cho cái việc là tôi làm cái việc đó không còn tốt nữa, đúng không? Nhiều khi làm không còn tốt nữa, không còn giá trị gì, cho nên chúng ta sẽ nói với nhau rằng là thôi tôi không làm nữa nha, tôi làm cái khác. Đó là rất là nhiều những cái trường hợp có thể xảy ra khi người ta từ chối làm một cái chuyện gì đó. Thì với Trấn Thành cũng vậy thôi. Nếu như mai mốt Thành cảm thấy Thành không thích làm điều đó nữa, cái điều đó nó không còn mang đến cái giá trị gì về cảm xúc cho mình nữa, và mình thấy mình làm cái điều đó không hay nữa, thôi dẹp, không làm nữa đâu. Tại làm nữa nó kỳ lắm, và nó mất thời gian của mình. Hồi đó tôi có rất nhiều bộ đồ về unisex mà gọi là oversize, theo kiểu Hàn Quốc là mặc phải rộng thật Rộng, rộng và đúng rồi. nam nữ mặc đều được Có kiểu một vậy. thời nó trend như vậy. Dạ. Em thề với quý vị, với cái body của em hiện tại nha, mình không phải là mập sồ ra nhưng mà nó bị đô ra rồi. Nó là cái body của cái một cái người đàn ông hơi thì nó bắt đầu chuẩn bị bước qua trung niên rồi, ba mấy 40 rồi. Tự nhiên tôi mặc cái đó tôi thấy tôi giống như mấy cái đứa mà đi níu kéo tuổi tác, nó khủng khiếp. Bây giờ tôi phải kiếm người tôi cho đồ quý vị ạ. Không là có những cái nó không còn phù hợp với mình, nó không làm nữa. Không phải trung niên á Thành, thường là ai mà có vợ xong mà cũng tròn ra Nó hết. tròn theo kiểu là về tuổi tác thì quý vị biết lên 30 thì lên ngoài 30 quý vị thở nó cũng mập quý vị ạ. Chứ đừng có nói là ăn. Thì nó có những cái nhưng mà quan trọng không phải là cái vóc dáng không, nó mà cái bản mặt mình nữa quý vị. Cái bản mặt của mình nữa. Cái bản mặt mình giờ nó không còn cái độ thanh xuân như hồi xưa, hồi xưa còn có cái gì đó mơn mởn. Tự nhiên giờ cái mặt này, hồi xưa là boy đi, bây giờ mình gọi là hơi men men đi. Bận cái bộ đồ vô nhìn không ra cái gì hết, không dám mặc, sợ hãi, cho nên tìm người cho đồ. Rồi bây giờ cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ví dụ hồi xưa em nhoi nhoi trên sân khấu em giỡn được, giờ tự nhiên mình làm đạo diễn rồi, tự nhiên muốn người ta tôn trọng tác phẩm của mình, ra sân khấu nhào nhào rồi nói điên nói khùng, em cũng không biết em phải lấy cái hình ảnh nó như thế nào trong lòng quý vị nữa. Có nghĩa là người ta sẽ thấy là cái anh này anh làm gì vậy, anh có hiểu anh đang làm gì không vậy, anh mới vừa làm một phim rất nghiêm túc mà tự nhiên anh lại nhào nhào đó, anh làm gì vậy. Thì ngày xưa mình còn giả gái được, giờ tự nhiên với body này giả gái thật khủng khiếp như một con đàn bà trung niên. Và có nghĩa là nó đôi khi nó có những cái giới hạn mà mình không nên leo qua nữa, để khán giả họ có một cái hình ảnh mới về mình, để họ tin vào những cái gì mà mình đang làm tốt nhất ấy. Chứ không thôi người ta bị phân vân là bạn là cái gì trên cái cõi đời này ngay cái thời điểm này. Người ta bị lung tung bởi nhiều hình ảnh quá, người ta không không hợp lý. Cho nên là mỗi một giai đoạn Thành sẽ ưu tiên cho một loại hình ảnh nào đó của bản thân mình. Nhưng mà Thành nghĩ là Thành sẽ không bao giờ bỏ cái sự hài hước trong bản thân mình đâu. Đâu đó thì trong tất cả các tác phẩm của Thành quý vị vẫn phải thấy nụ cười trong đó. Tức là không phải là những cái vai diễn hài trên sân khấu thì có thể tìm nó ở những cái Điện chỗ ảnh, khác. dạ vâng, vào xem phim vẫn cười được mà, nhưng mà cái cười đó nó sẽ
hợp lý hơn. Kiểu như chà dày hiệu của con vậy đó, đúng không? Đúng rồi, mình sẽ có những cái nụ cười nó logic và nó có gì đó mình gọi là nó đẳng cấp hơn tí. Thay vì mình chỉ nói những cái chuyện trẻ con để chọc cười mọi người, thì cái nụ cười mình đáng được người ta suy nghĩ hơn. Thì cũng có thính giả chờ đợi nãy giờ, nhưng mà Kim Thanh bạn phép hỏi một câu nữa đi, rồi trò chuyện với thính giả xong rồi Kim Thanh sẽ hỏi tiếp. Giờ mình hỏi thẳng nha. Ta nói thuyền to sóng lớn. Mình chấp nhận cái tên tuổi của mình ở mức này rồi, cái lượng người yêu thích của mình nhiều, thì đồng cái nói chung là song song với đó thì cái số lượng người mà không thích của mình nó cũng ít nhiều nó cũng phải tăng lên, ngoại trừ mình không làm gì. Chứ mình làm thì mình sẽ có người thích và có người không thích, thậm chí là mình không làm người ta cũng không thích nữa. Đó là lý do mà có những cái hội người lười á, thì họ nói là tại sao mọi người lại ghét tôi trong khi tôi không làm gì cả. Thì nói chung là kiểu gì nghe thì bất công, nghe bất công nghe bất công. Người ta không làm gì mà cũng ghét nữa, thì là nói gì nói là từ cái rap Việt á thì mới xuất hiện thành Grind. Mặc dù Kim Thanh là biết trước đó là Trấn Thành là một người rất là giàu cảm xúc rồi, nhưng mà hồi đó thì nói chung là cái đó nó chưa có popular lắm. Ngày xưa đó thì cái chuyện Thành Khóc á, nó được cảm nhận bởi những người yêu mến Trấn Thành, xem game show nào có Trấn Thành. Thì họ đã thương mình rồi, cho nên họ hiểu vì sao mình khóc. Mình đến với rap Việt thì nó bước vào một cái thế giới của những người yêu rap nữa, và giới trẻ nữa, và thậm chí có cả, xin lỗi, là trẻ trâu, là nhiều bạn có chỉ có mười mấy tuổi à, chưa thành niên nữa. Không, và có những người rất lớn tuổi nữa. Và có những người rất lớn tuổi nữa. Và có những người chưa bao giờ thích Trấn Thành nữa. Có nghĩa là cái đối tượng khán giả nó rộng hơn rất rất là nhiều. Thì họ không có theo dõi mình trước đó. Họ không biết về mình. Họ cũng chẳng có quan tâm là tại sao ông nội này khóc. Chỉ thấy khóc nhiều thôi. Họ chỉ thấy cái kết quả đó thôi. Thì mình cũng không trách là khán giả tại sao họ phản ứng với mình. Nhưng trước đó không phản ứng là gì, là vì những người kia họ theo dõi mình. Game show đó là game show của mình, và người ta yêu thương mình, người ta đã biết mình là ai rồi, thì người ta thông cảm hơn. Nhưng với rap Việt, người ta đâu cần biết ông MC này trước đó làm sao. Giờ tôi mới coi rap là tại vì tôi mê rap. Thì tôi thấy ông khóc hoài, tôi nói vậy thôi, tôi khó chịu điều đó. Mình không trách người ta được, người ta được cái quyền làm như vậy. Thì cái việc mà mình làm là chứng minh theo thời gian thôi, là cho người ta hiểu là vì sao mình khóc. Chứ không phải là tự nhiên mình bị khùng cái gì mình cũng khóc. Hay là mình diễn. Quý vị ơi, không có ai rảnh mà diễn hết cuộc đời mình. Diễn từ năm này qua năm nọ, không ai rảnh để diễn kiểu đó cả. Cái này là Kim Thanh xác nhận đó mọi người ơi. Tại vì Kim Thanh cũng gặp Trấn Thành không ít lần, mà nhiều khi là những cái họp báo của người khác luôn, anh nói tí xíu là tự động anh khóc luôn. Mà trong đó là giới truyền thông thôi, chứ cũng không có cần khán giả gì hết trơn luôn. Mà tôi khóc, tôi đã nói rất nhiều lần với mọi người là dùng từ khóc ngon lành đó. Nhiều người nên hiểu giùm Thành để tội nghiệp Thành cái này nè, là tôi không có khóc vì cái chuyện đau buồn hay là giả bộ khóc theo kiểu lấy lòng người khác. Cái khóc để quý vị để ý đi, tôi khóc toàn là khóc vì xúc động và hạnh phúc. Vì khi mình thấy một cái gì đó thiêng liêng, hay là mình khóc vì người ta là nhiều. Khóc thấy tội, thương người ta, mình đồng cảm với người ta, mình khóc là nhiều. Chứ tôi ít khóc vì bản thân mình. Bởi vậy cho nên là cái phim mà ngồi dựng chắc coi cũng mấy ngàn lần rồi, nhưng mà vẫn khóc khi coi lại. Vẫn khóc. Cái con của dựng phim nó quay hỏi anh Xin, có thật không anh? Tại sao em thấy anh dựng bao nhiêu lần, hôm nay anh vẫn ngồi khóc được à? Tại vì cái này nó đúng mà. Đến lúc đó thì mình cảm thấy cái nhân vật nó vậy, tự nhiên nó đúng là mình khóc à. Mà coi trong phòng dựng thì cái cảm xúc nó vẫn khác đó, coi mà với mọi người xung quanh, có báo chí, truyền thông. Chắc chắn. Rất nhiều bạn em nói là ngày hôm nay coi lần thứ tư vẫn như lần đầu. Có những cái cảm xúc nó đúng á. Mình coi lần nào nó cũng như nhau à. Nhưng mà chốt lại cái phần mà diễn giải nãy giờ, thật sự là Thành thích là cái tên mà anti-fan đặt cho mình là Thành Cry không? Thưa quý vị, bây giờ mà ra đường á, có một người body shaming mình, nói là bảo là ê mày mập quá. Quý vị quay qua nói nó một câu, ê tao nói tao ốm nào, tao mập thiệt mà, tao rất mập. Quý vị coi qua mai nó còn gì để nói không? Ok, rồi hiểu. Vâng, rồi bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp chuyện với thính giả đầu tiên. Alo, bạn ơi, giới thiệu về mình chút xíu đi nè.
Em chào chị Thanh, em chào anh Thành, em tên Linh ạ. Ngày nay em ở Sài Gòn. Chào em. Rồi, dạ. Hỏi trước khi Linh hỏi Thành này, mình đi xem phim chưa? Rồi. Oh, xem phim rồi, vậy là mổ xẻ hơi nhiều đó. Mổ xẻ đi Linh ơi. Không có gì mổ xẻ, nhưng mà chị muốn khoe với anh Thành là cái bữa em đi coi là full rạp, xong rồi cái suất sau mọi người tới mua cũng full rạp, đó vô là tất cả đều full rạp. Thank you. Thì nói chung là em cũng lần đầu tiên mà em biết anh Thành là từ chương trình Én Vàng. Em nhớ lần đầu tiên biết chương trình Én Vàng anh thi năm đó. Rồi sau tới bây giờ thì cái phim Bố Già lần này phải nói là em thấy là về mặt truyền thông cũng thành công, về mặt bán vé cũng thành công. Và so với những cái phim mà trước đây em coi của anh Thành như là Cua Lại Vợ Bầu hay là Nắng, thì em thấy cái hình tượng lần này mà anh đóng nó hoàn toàn khác với những phim trước mà em đã coi. Thì cho em hỏi là liệu đây là một cái mà chủ ý của anh là anh muốn thay đổi mình, là anh muốn kịch bản là coi như là Donny đóng giày cho Trấn Thành như vậy, đúng không ạ? Và đây sẽ là một cái tạo hình mà trong tương lai mà anh sẽ hướng tới luôn hay không ạ? Thực sự ra mà nói, cảm ơn bạn câu hỏi này rất hay. Bố Già không phải là vai Donny đóng giày của tôi, nói thiệt. Bạn nhìn đi, đóng vai dài trên điện ảnh nó khó khủng khiếp ấy. Nhưng mà chị thấy em xứng với chị Lê Giang lắm luôn đó. Bạn ơi, bạn không tưởng tượng là nó khó như thế nào đâu. Tại vì vai già đó là mình thậm sưng mà, đúng không? Tại mình có ba mấy tuổi thì mình đóng một cái người sáu mấy tuổi thì phải cho người ta tin chứ. Là phải thậm sưng, phải over một cái động tác nào đó chút xíu để người ta thấy mình già. Thì cái điều đó nó làm trên sân khấu nó rất là dễ. Người ta sẽ thấy, người ta thỏa hiệp với cái ước lệ đó của mình luôn. Mình diễn già trên sân khấu nó dễ ẹt à. Nhưng cái điều đó đó mà bạn làm không tốt và điện ảnh nó kịch cỡm mà nó khủng khiếp lắm luôn á. Người ta sẽ hỏi là ủa bộ hết diễn viên lớn tuổi sao chọn cái ông nội này đóng vai già như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là tại vì á, mình đắn đo mãi, mình lựa hết người này tới người kia, mình suy nghĩ rất nhiều option. Nhưng mà mình nghĩ là vậy nè, cái con người này mình hiểu nhất. Tại vì cái người này giống ba mình dễ sợ lắm. Trong đó có ba mình và có cả mẹ mình luôn. Và có cả những người bố mẹ mà mình muốn đưa vào phim á, mình đã chứng kiến của bạn bè mình luôn. Thì mình là người chứng kiến họ rõ nhất, cho nên mình không nghĩ là có diễn viên nào hiểu cái điều đó bằng mình. Cho nên mình bạo dạng, mình liều lĩnh để đóng. Chứ đáng lẽ mình đóng vai quắn chuyện nhỏ. Thành có thể đóng vai quắn. Vai quắn anh hơi lớn. Ủa, có đứa con nào là lớn với bố mẹ? Bây giờ bạn 50 tuổi với bố mẹ bạn, bạn vẫn là nhỏ. Không, có thể lúc đó Linh ơi, cái vai quắn sửa kịch bản chút xíu. Sửa kịch bản cũng được, là không cần là cái vai hai mấy tuổi, thì ba mấy tuổi cũng được. Cái kiểu thằng con mà ba mấy tuổi mà còn vô dụng bám cha bám mẹ. Được hết, bạn muốn là được à. Nhưng mà mình nói là không được, mình phải làm cái vai này thôi. Tại vì cái vai này nó khó khủng khiếp và nó có những cái điều mà chỉ có bản thân mình, tại vì mình là người quan sát cuộc sống, mình thấy được nó rồi nên mình mới diễn ra được cái nét đó. Cho nên nó hơi thử thách bản thân Thành chút xíu. Như bạn thấy đó, có những đoạn Thành vẫn lâu lâu bị còn sân khấu chút xíu, mà cái đó mình không trách được, tại vì mình phải dùng cái kỹ năng để mình diễn, tại vì nó là vai già. Nó không phải là cái vai trong cái độ tuổi của mình phải cố gắng hơn một tí. Cho nên là tôi cũng rất là cố gắng để những phim sau tôi có thể hóa thân vai già mà tốt hơn như thế. Ý nói là mai mốt đóng vai già không vậy hả? Không, nếu lỡ lần sau mà có vai già mình sẽ rút được cái kinh nghiệm của lần này. Tức là có những phim sau anh. Nếu em muốn coi nữa thì anh có thể làm phim Thời Niên Thiếu của Bố Già. Như vậy thì sau khi mà anh, hồi nãy anh có nói là anh nếu như một lần thử thách chính mình đó, thì sau khi mà anh coi lại cho anh hài lòng bao nhiêu phần trăm với như vậy anh thể hiện? Nếu mà với vai này nhá, chắc 70 đi ha. Anh hài lòng 70%, anh sẽ còn phải sửa 30% nữa của bản thân mình. Ok. Ủa, anh ơi, mình đang thừa thắng anh, mình có xong lên làm phần 2 không? Nếu như câu chuyện có khả năng để phát sinh ra phần 2, nếu anh thấy trong đề tài xã hội có một cái gì đó nó liên quan đến cái điều đó và nó thực sự là gây tác động đến mọi người ấy, thì mình hẳn phát triển nó ra phần 2. Chứ còn không, cái phim nào nó quá hay đừng cố gắng liếm ra thêm, nó dở lắm. Không, Thành ơi, Thành hiểu hơi sai phần 2, phần 3 rồi. Đừng nghĩ như là Hollywood. Hãy nghĩ như Việt Nam. Tức là các phần của cái tên đó mà không có liên quan gì với nhau hết. Cũng... đó cũng là một cách. Có nghĩa là tại vì á, là nói chung là mọi người rất là sợ mạo hiểm. Nếu mà đặt một cái tên khác chưa chắc nó ăn.
trong khi cái đó đã là thương hiệu rồi. Cho nên ok, phần 2 cũng là cái phim Bố Thôi. Già đi, nhưng mà cái câu chuyện nó chẳng liên quan. Nếu mà Thành cần kể, Thành có thể kể rất là nhiều story như vậy. Thành không 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 Thành không không, không chắc không theo cái style đấy đâu. Thành sẽ nghĩ ra câu chuyện khác. Nhưng mà nếu như câu chuyện khác, có thể là mình làm 2-3 phim, nhưng nếu có một cái câu chuyện gì đó thật sự là liên quan đến cái chuyện cha con, mình có thể làm Bố Già phần 2 ở nhiều năm sau. Linh còn thắc mắc không? Dạ em còn một câu hỏi nhỏ vậy, cái này là bước xuống từ lúc mà phim mới hết. Em hỏi gì hỏi, đừng có spoil nội dung phim nha. Chết rồi, nhưng mà cái này nó tức là về em nghĩ là đến lúc này là cả nhiều người xem nó rồi. Không em đừng, chưa em TikTok trời ơi. TikTok nó có luôn rồi mà. Thôi nhưng mà có những cái tình tiết quan trọng đừng nói ra em. Em không nói, nhưng mà ấy là bản thân em á anh Thành, em phải là cái kết phim đối với em á nó hụt hẫng quá. Thực sự là tức là em biết mà, em biết đang nói gì, giờ em đừng nói nữa nè, giờ em trả lời luôn câu hỏi của em. Không ý là em nói tiếp, tức là em nghĩ rằng sau một hành trình dài mình đã đi như vậy thì mình nên ok anh, em biết rồi, em biết em nói gì rồi. Nên em đừng nói nữa, anh hiểu em nói gì rồi, anh sẽ trả lời đúng em mong muốn, nhưng em đừng nói nữa. Sợ spoil phim đó Linh ơi. Em đừng spoil nha, tại vì em phim không có nói gì luôn. Không em nói vậy người ta đã hiểu rồi. Em hiểu không, cho nên đừng nói gì nữa hết. Anh nói em nghe thế này nè, em muốn vô phim, em muốn vô rạp coi phim để được cái gì? Để được những điều như em mong muốn hả? Không có đâu. Ở trên đời này làm gì có những điều trọn vẹn. Em muốn tất cả mọi thứ là đều hoa mỹ hả? Không có đâu. Ở đâu có điều đó. Em muốn có một cái gì đó, em phải trả giá bằng một cái gì đó. Và trong cuộc sống hàng ngày nó vẫn là như thế. Nếu một điều gì đó không tốt đẹp xảy ra, em dừng lại hả? Em đâu dừng lại. Em vẫn sẽ đi tiếp với nó. Với thái độ như thế nào, với cách nhìn nhận như thế nào thôi. Em ra đường lấy xe em đụng chúng ta, người ta gãy chân, em đâu vô ôm xin lỗi rồi hết chuyện được. Cái chân đó là cái chân gãy mà suốt đời nó vẫn gãy. Em chỉ đối diện với điều đó như thế nào thôi. Và đâu phải là cái việc em đụng người ta gãy chân đó là em sẽ phải hối hận suốt đời đâu. Có những cái thứ mà khi người ta đã tha lỗi cho em rồi thì nó là hết. Thì anh nghĩ vậy, đó là do chúng ta nhìn nhận cái nỗi đau đó như thế nào thôi. Tại vì ai cũng sẽ phải trải qua nỗi đau, và không có gì là xảy ra như mình mong muốn cả. Nếu như mong muốn chỉ có là những phim trước đó. Chứ còn điện ảnh hiện nay người ta vẫn làm những thứ nó thực tế, và nó chỉ có trong mơ thôi. Anh muốn mọi người xem phim á sẽ hiểu rằng là có những điều trong cuộc sống nó diễn ra như thế đấy. Và bạn sợ nó xảy ra đúng không? Thay đổi đi, thay đổi trước khi nó xảy ra đi. Và giống như anh Việt Anh nói, đúng, tôi đã đưa cái thông điệp rất rõ vào trong phim rồi, là có những nỗi đau phải xảy ra để tạo tiền đề cho những điều tốt đẹp xảy ra. Có những cái vũ trụ không cân bằng được, nó không đi tiếp được bạn ạ. Khi bạn muốn vượt qua nỗi đau, bạn phải đối diện nó. Đối diện thì bạn mới vượt qua được. Còn bạn né tránh nỗi đau là một hình thức bạn để dành nỗi đau. Khi bạn để dành nỗi đau thì lúc nào nó bung ra, lúc đó là cái ngày thảm họa của bạn đấy. Cho nên á, đừng ai mong muốn điều trọn vẹn. Hãy chấp nhận những điều không trọn vẹn để cuộc sống nó đúng với cái quỹ đạo của nó. Đó là ý Thành mong muốn như vậy. Kim Thanh xen vô chút xíu này, nó không liên quan lắm, nhưng mà thật sự với Bố Già là cái bộ phim mà cá nhân Kim Thanh thấy á, cái kết như lúc thế nào á, nó không quan trọng với Kim Thanh lắm. Tại vì Kim Thanh xem cái bộ phim đó là cái hành trình. Đúng với rồi. Những cái câu chuyện ở trong đó để mình cảm và mình tìm thấy một cái điều gì đó, chứ không phải là đi xem cái phim Bố Già để xem cái kết nó như thế nào. Cho nên cho dù ai có spoil với Kim Thanh về cái kết thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái mặt. Cái đó là đối với cá nhân mình thôi nha. Em buồn quá. Thôi nhưng mà như nè, không spoil nó vẫn đã hơn đúng không? Vô xem mà không biết thì nó vẫn thú vị hơn. Cái chứ. Bà bán bắp, cái bà bán bắp trước rạp. Ôi khổ quá ghê vậy, ai mà cũng đồn. Nhưng mà nói nghe nè, cảm ơn em vì câu hỏi đó rất là hay. Thật sự là Thành cũng rất là muốn nói cho khán giả nghe. Ồ, nhưng mà đúng, Thành trả lời đúng ý Linh không? Nói chung là em vẫn hụt hẫng lắm chị. Không nhưng em mà không chấp nhận. Sao em chấp nhận được? Phim nó có nhiều cái mình xem mình cứ giá như không phải là ở Việt Nam mà tất cả các quốc gia đều làm những cái bộ phim mà có cái kết xong mình á, trời tức
có những cái bộ phim có cái kết mình tức quá, nhưng mà biết thì sao đúng không, rồi, tức lắm luôn, nhưng mà tức dễ mới nhớ đúng chứ là nó đúng như em mong muốn rồi rồi làm gì còn là phim nữa. Em coi phim phim truyền hình Hàn Quốc Penthouse đi cuộc sống thượng lưu đó, giống như biên kịch muốn bẻ đi đâu bẻ, nó không có logic gì hết, đi đâu đi à, muốn làm gì làm, coi tức gần chết, nhưng mà coi không coi. Tôi nói thật bạn nghe là tôi nói cái điều này bạn phải hiểu là tôi đang ngồi đây, tôi vừa nghe tin báo một cái người makeup artist rất là nổi tiếng và lớn luôn của Việt Nam vừa qua đời, bạn tôi luôn. Anh ta đã từng make up cho tôi trong cái live show Bình Tĩnh Sống. Anh ta có ba mấy tuổi. Tôi nói ôi trời, đời này không có biết cái chuyện gì xảy ra, cái gì nó cũng có thể xảy ra, nó khủng khiếp thật. Và nó nhanh đến mức độ bạn không kịp nghĩ tới. Có ai nghĩ tới việc là anh Chí Tài đang trong cái độ phong độ nhất của mình, anh gầy đi vì giảm cân được, và vì anh tập thể dục, anh sống khỏe, tự nhiên đùng cái mình nghe tin Tài mất. Không ai tưởng tượng được cái chuyện nó xảy ra. Rồi tự nhiên có một cái người nào đó, bạn tôi đại gia, đang nó đại gia, bữa kia nghe nó phá sản. Trời, tôi nói ủa cái gì vậy, cái gì đang xảy ra ở cái trái đất này vậy? Cái gì nó cũng có thể xảy ra bạn ạ. Cho nên chúng ta đừng có sống trên mây, chúng ta đừng có tưởng tượng cuộc đời mọi thứ đều màu hồng. Hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó, nếu một biến cố nào đó bất kỳ ập đến bạn, bạn sẽ đối diện với nó như thế nào. Như tôi nói với Harry, và vợ tôi cũng nói với bản thân tôi, hai vợ chồng nói với nhau. Cô ấy hỏi là anh Sình, nếu như một ngày nào đó thiên tai tới, mình mất hết tất cả, anh nghĩ anh có chịu nổi không? Tôi nói với Harry rằng, anh cầu ông trời đừng lấy của anh hai thứ này thôi. Một là sức khỏe, hai là trí tuệ này. Anh sẽ làm lại từ đầu cho em coi. Không một lời than vãn. Rồi. Chắc được rồi đúng không Linh ha? À, dạ rồi, em lại có một ý nhỏ chút xíu rồi cuối cùng thôi, là nhạc phim của anh Thành rất là hay. Cho nên cái bài của Phan Mạnh Quỳnh có gì anh Thành cho ra mắt sớm nha anh Thành. Các bạn yên tâm, nếu không có gì thay đổi thì MV sẽ được hoàn tất vào thứ sáu này. Thì có thể là 8 giờ thứ sáu này trên kênh YouTube Trấn Thành Thao, MV OST chính thức của Phan Mạnh Quỳnh sẽ được ra mắt. Dạ rồi, cảm ơn. Em cũng xin lỗi chương trình là nãy giờ em chiếm sóng hơi nhiều. Cảm ơn anh Thành và cảm ơn chị Thanh và cảm ơn chương trình nhiều ạ. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Linh. Trong lúc chờ thính giả tiếp theo, mặc dù đã có rồi, nhưng mà trong cái cuộc trò chuyện của chúng ta thì cũng có một đồng nghiệp của Kim Thanh biết là có cuộc trò chuyện này, thì bạn có gửi một câu hỏi. Cho nên là Kim Thanh muốn Thành có thể là trả lời giúp bạn câu hỏi này, là ngoài khía cạnh công việc của một người nghệ sĩ, về con người, mình nhận định Trấn Thành là một người tử tế. Như vậy, ai đứng phía sau và góp phần hình thành nhân cách ấy một cách sâu sắc nhất? Hồi nhỏ, ba và mẹ đã dạy Trấn Thành những gì? Bạn thấy tôi tử tế là do bạn chưa thấy những lúc tôi ba trợn thôi. Chứ tôi cũng không có tử tế như bạn nghĩ đâu. Cái tử tế này là một người tử tế, còn cái lúc này lúc kia chứ ai mà, đúng không? Cũng có những lúc cà chớn. Thật ra cảm ơn bạn vì đã nhận định như thế. Thành nghĩ thế này, cái tử tế này theo cách định nghĩa của bạn nhé. Tôi thì tôi cảm thấy tôi chỉ là một người cố gắng sống để hoàn thiện bản thân thôi. Tôi cảm thấy tôi trưởng thành hơn nhiều sau khi tôi lấy vợ. Chắc có lẽ là vì mình phải có trách nhiệm với một ai đó, và mình không muốn làm người ta mất mặt. Tôi cũng đã từng sống rất ngông cuồng và buông thả trong thời thanh xuân, là vì tôi chẳng quan tâm đến ai nghĩ gì về tôi cả. Thật sự là vậy. Tôi là người sống rất nghệ sĩ, thích làm thích thôi. Bạn có nghĩ xấu của tôi? Kệ bạn. Tôi là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Thật mà. Trong thời niên thiếu tôi rất là, đôi khi hơi ngông cuồng ấy. Ai nghĩ gì về tôi không quan tâm đâu. Tại vì tôi thích sống như vậy. Và tôi không ngạo mạn nhé. Ngông cuồng nó khác với ngạo mạn. Tôi không ngạo mạn, tôi không coi thường ai cả. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện là người ta nghĩ về tôi như thế nào cả. Tôi cũng không rảnh đi giải thích quá nhiều. Tức thì chửi thẳng. Ai đối xử xấu tôi chửi thẳng vô mặt. Ai mà tốt, tôi cư xử tốt đẹp, tôi cho mọi người biết là tôi thích người đó. Tôi là người như thế, sống rất là
rõ ràng. Nhưng từ khi sau khi tôi lấy vợ, tôi bảo rằng là cái hình ảnh mình nó khá quan trọng, không những chỉ là cho mình mà còn cho vợ mình nữa, bộ mặt của người ta mà, còn gia đình vợ nữa. Cho nên từ một lúc nào đó tôi cũng không hiểu đâu, càng ngày tôi lại càng cảm thấy mình thay đổi nhiều. Mà không phải chỉ là lúc đầu là thay đổi là vì mình muốn giữ hình ảnh cho vợ thôi. Nhưng vì sao tự nhiên mình thay đổi một cách là do mình muốn như vậy. Mình thấy nó hay ho ấy. Mình thấy là mình nên làm một cái gì đó nó đắc nhân tâm một tí. Tại vì con người mà hơn thua nhau là cái tình cảm mà mọi người xung quanh dành cho bạn. Bạn không sống cuộc đời này một mình được đâu. Dù muốn dù không thì bạn cũng phải sống chung với rất nhiều người. Cho nên càng được nhiều người thông cảm và yêu thương thì điều đó nó càng tốt cho bạn thôi. Cho nên tôi học cách để nhịn nhiều hơn, bỏ qua nhiều hơn, thông cảm cho người khác nhiều hơn và tha thứ nhiều hơn. Ví dụ như là ngày xưa có người đó họ cư xử tệ với tôi, là tôi sẽ alo, tại sao mày làm vậy với tao? Tôi ghét mày, không là chơi nữa nha, đừng chơi nữa nha, sống gì đừng chơi với nhau nữa nha. Nhưng ví dụ bây giờ tôi cũng sẽ như vậy, nhưng mà tôi sẽ âm thầm rút lui khỏi mối quan hệ đó, và không để là một tổn thương gì cho người ta hết, mặc dù người ta tổn thương mình rất nặng. Chỉ vậy thôi, cho họ tự nhận ra là hình như họ mất cái mối quan hệ này rồi. Chỉ vậy thôi, chẳng tổn hại ai gì cả, mình đừng làm, đừng hurt ai cả. Tôi thấy sống trên đời này đừng hurt ai cả hết, nó tồi tệ lắm. Chúng ta hơn động vật ở chỗ là chúng ta nói được. Tụi nó nói không được, tụi nó mới đánh nhau, chứ còn mình nói được mà tại sao phải cư xử như vậy. Chúng ta nghĩ được, suy nghĩ được và nói được, cho nên hãy sống tốt nhất có thể. Mỗi người hãy tự hoàn thiện mình theo năm tháng. Hồi xưa có rất nhiều người tấn công tôi, tôi sẽ rất ghét, là bảo tại sao nó có thể sống như vậy nhở. Nhưng tới ngày hôm nay tôi lại nghĩ là biết đâu đâu đó trong cuộc sống nó cũng stress lắm. Nó cũng là một đứa con đang cần mang tiền về cho bố mẹ, hay đóng cái tiền nhà tháng này. Cho nên nó phải cào cấu như thế để sống. Có thể mình sẽ thông cảm cho người ta, nếu mình là người ta chưa chắc mình cư xử tốt hơn người ta nhiều, vì mình đang đầy đủ thôi. Tôi lại nghĩ ngược như vậy, cho nên tôi sẽ thông cảm nhiều hơn và bớt oán trách lại. Cái này thì có thể thấy, tại ví dụ như là hồi trước thì rất là dễ, có nghĩa là dễ bức xúc hơn nhiều. Bây giờ đầm hơn, và thậm chí là thấy là rất là nhiều bài viết sai về mình, và ví dụ như có những cái chủ đề có rất là nhiều người liên quan nhưng mà chỉ có cái tên mình được nhắc tới trong những cái sự việc đó. Nhưng mà chúng ta nói thôi. Cảm thấy là đúng là bây giờ cái này không nói nữa. Không nói nữa, kiểu cũng mệt quá rồi. Mình như thế nào thì thế giới đã biết rồi, cứ âm thầm làm thôi. Nhưng mà liệu là có một ai ảnh hưởng sâu sắc đến cái điều đó hay không? Thành nghĩ á, bên trong Trấn Thành luôn có một giáo viên là cái tiềm thức của tôi. Nó luôn nhắc nhở tôi hàng ngày. Chẳng ai nhắc tôi những điều này cả, ngoài bản thân tôi muốn thay đổi hay không. Và trong các bạn, mỗi người đều có một giáo viên. Chỉ là việc các bạn nhốt họ lâu quá, các bạn không cho họ được phép bước ra để chỉ các bạn điều tốt thôi. Cái tôi của các bạn là chìa khóa của phòng giam. Một ngày nào đó cái tôi của các bạn không chịu phóng thích cái chìa khóa đó ra để mở cửa cho người giáo viên nó bước ra, thì bạn sẽ không bao giờ học được bài học gì cả. Tôi nghĩ vậy. Tất cả những điều mà chúng ta quan sát trong cuộc sống nó đều ít nhiều cho chúng ta bài học. Cái tôi của mình là cái thứ tồi tệ nhất trong cơ thể của mỗi một con người. Nó có cho phép chúng ta thay đổi hay không? Nếu cái tôi bạn cao hơn cái người giáo viên đó thì bạn sẽ không thay đổi được cái gì cho ai cả bao giờ. Nhưng nếu bạn cảm thấy rằng là cái đầu tiên mà mình muốn nhắm con mắt lại, mình tưởng tượng là mình chẳng là gì cả trên cái cõi đời này, thì ngày đó bạn sẽ thay đổi được. Even bây giờ tôi là một người nổi tiếng, sức ảnh hưởng của tôi có thể là có 17 triệu follower trên fanpage. Nhưng chắc chắn Trấn Thành sẽ chẳng là gì cả với một ông bảo vệ không xem truyền hình. Bạn tin tôi đi, điều đó đúng đấy.
Không biết, cái này biết. Và nếu như cái tôi của bạn nói cho bạn biết rằng ông là ai mà dám cư xử với tôi như vậy, ông chỉ là một ông bảo vệ thôi, thì mãi mãi bạn sẽ sống như vậy, ngạo mạn và chẳng là gì cả. Nhưng nếu cái tôi của bạn đủ sức nhường chỗ cho cái vị giáo viên kia bước ra để bảo rằng: Thành ơi, người ta không có xem mày, mày chưa có giá trị trong lòng người ta, hãy là một người bình thường đáng yêu xem nào, để xem cái người bảo vệ đó có cư xử mình bình thường không, cho người ta một cái lời nói đàng hoàng để người ta biết rằng là mày nhắm mắt lại nếu mày làm bảo vệ mà thức suốt với người ta ấy, rồi một ngày mày tiếp xúc với ngần ấy con người nhảm nhí ấy, mày có đủ bình tĩnh hay không, đặt mình vào người ta đi. Thì nếu tự nhiên mình nhẹ lại mà mình thấy bác bảo vệ đó vẫn dễ thương với mình thì mình thành công rồi. Mình đã là gì, tự nhiên mình ta là Trấn Thành. Trấn Thành là cái gì mới được chứ. Ra ngoài vừa gặp mấy anh công an, thí dụ lâu lâu tôi cũng quẹo mà quên đá xi nhan đi, thổi vô: À anh Trấn Thành, anh em Trấn Thành. Bắt liền à. Trấn Thành kệ bạn chứ, bạn là cái gì. Chứ còn mở cửa xuống: Dạ chào sếp, em bị lỗi gì ạ? À? Trời ơi em quên, thôi sếp thông cảm cho em nha, em còn đang cần phải đến đài VOH để nói chuyện với chị Kim Thanh, sếp thương em thôi cho em đi nhá. Người ta giận lắm cũng không có muốn phạt bạn nữa, tại vì lúc đó nghĩ là ừ thôi nó cũng không đến nỗi tệ lắm, đúng không? Tất cả là do cư xử và thái độ của bạn đối với vấn đề thôi. Thì tôi nghĩ rằng là cái ông giáo viên đó trong tôi luôn nhắc nhở tôi hàng ngày. Tôi cảm thấy tôi thay đổi theo từng quý luôn, chứ đừng nói từng năm. Cứ mấy tháng là tôi thấy tôi thay đổi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với thính giả tiếp theo. Alo. Dạ alo ạ. Bạn ơi tên gì nè? Dạ em tên là Nguyễn Phương ạ. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi Phương đặt câu hỏi với Thành đi ha. Chào Phương. Dạ em xin chào anh Thành ạ. Dạ đầu tiên thì em xin được chúc mừng anh với sự thành công của bộ phim Bố Già. Cảm ơn. Và em, câu hỏi đầu tiên của em cũng là liên quan đến bộ phim ạ. Anh có thể chia sẻ cho tất cả khán giả được biết là tại sao trong phim thì anh lại không viết thêm một cái nhân vật nào đó để cho chị Harry Won được đóng, và anh suy nghĩ như thế nào về cái sự diễn xuất của chị Harry Won ạ? Thì sắp tới nếu mà có một cái dự án mới về phim thì anh có dự tính là sẽ mời chị Harry đóng phim không ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Để trả lời câu đầu tiên nha, em hãy tưởng tượng đi, trong một cái xóm lao động nghèo của Sài Gòn, ở đâu lòi ra con mẹ Hàn Quốc. Em tưởng tượng được cái chuyện đó thôi thì em sẽ có thể hiểu tại sao bà Harry không có mặt. Bà ở trọ được mà. Nó rất ngớ ngẩn chị ạ. Cũng được, muốn là kịch bản. Nó rất ngớ ngẩn. Một con mẹ Hàn Quốc ở đâu đi ở trọ trong một cái xóm lao động, nó rất là buồn cười, nó không hợp lý và người ta sẽ thấy thiên cưỡng lắm. Thì chúng ta không có làm những chuyện mà khán giả không tin được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Harry là một nhân tài của điện ảnh đấy. Tôi không phải là vì đó là vợ tôi để tôi tự khen vợ mình thì nó buồn cười. Harry là một cái đầu biên kịch cực giỏi. Harry rất giỏi về tưởng tượng và sắp xếp biên kịch các cái ý đồ rất là hay. Phim này cũng là Harry đề nghị tôi làm đấy. Cái ý tưởng ban đầu của Harry cũng cực hay nhá. Chỉ có cái là do cái nội dung nó buồn quá, mà tôi làm Tết thì tôi không thể làm cái nội dung nó buồn cỡ đó được. Chứ thật sự ra nếu như mà làm cái phim Harry đó, ôi tôi nói thiệt, coi nó như Đường Sơn Đại Địa Chấn, nó khóc không còn cái gì mà nó khóc từ đầu tới đuôi. Cho nên đó là tôi nghĩ nhá, nếu có một cái dự án nào hay, vợ tôi vẫn là một diễn viên giỏi đấy, không đùa đâu. Vợ tôi chỉ hơi tiếc là vợ tôi bị cái vấn đề về ngôn ngữ nó cản trở thôi. Như vợ tôi mà đóng phim Hàn Quốc biết đâu cũng hay lắm ấy. Và quan trọng là nói sao nhỉ, nếu vợ tôi mà được đóng một cái vai nhá, tôi tưởng tượng nhá, nếu cái vai mà em là bà nội của anh á, thì vợ tôi đóng cực hay đấy nhá, không thua kém Miu Lê đâu. Tại vì tôi vẫn đâu đó tôi nhìn thấy một con mẹ nào đó 80-70 tuổi trong người của Harry, bà không có giống một cô gái ba mấy tuổi. Sao có một cái gì đó, một cái người già nào đó rất già trong con người Harry, tôi luôn cảm thấy cái điều đó nhá. Dạ vâng. Rồi còn câu hỏi nào nữa không bạn ha? Dạ em vẫn còn một câu hỏi nữa, đó là
trong phim luôn á anh Thành. Thì cái tạo hình của anh á, thì có một số khán giả thì họ cảm thấy không có thích ở cái hàm râu giả của mình đó, thì anh có thể một ý nhỏ nhỏ là tại sao anh cái râu nó cứ ám ảnh tôi hết từ cái phim này tới phim khác, tôi khổ ghê. Dạ vâng, có thể với bạn nhé, anh không nuôi nhau. Dạ. Tôi đã chi được 1 tỷ đồng cho một cảnh quay thì bạn tin tôi đi là tôi không tiếc tiền cho cái râu đâu nhé. Ừ, không, ý là tại sao không nuôi râu kìa. Tôi đã nuôi rồi. Ừ. Ra rất dày luôn và dài luôn. Ừ. Nhưng quay lên hình nó dạ. không đẹp bằng cái râu giả. Nó không làm cho người ta tin là mình đủ già bằng cái râu giả bạn ạ. Ừ. Tôi nói thiệt với bạn là tôi rất đắn đo và trăn trở vì cái chuyện này. Tôi nói trời ơi, ráng làm nó thật chút. Nhưng đó là cái râu tốt nhất mà tôi có thể có được từ những đội ngũ hóa trang ở Việt Nam. Chứ tôi nói thiệt bạn, tôi cũng đã muốn đặt mua một cái râu ở nước ngoài luôn ấy. Cái râu đó là râu mua nước ngoài luôn ấy. Ừ. Nhưng về những cái kỹ thuật nó chỉ tới đó thôi. Bây giờ tôi đang rất thèm một cái đội ngũ hóa trang gọi là đẳng cấp Hollywood. Nếu mà có trả cao tôi cũng mời về. Tôi nói thề luôn, tôi không tiếc tiền đâu. Ừ. Tôi chẳng hiểu vì sao cái râu nó lên nó vẫn, người ta vẫn nói nó giả. Tôi chẳng hiểu vì sao, tôi buồn ghê cơ. Hôm nay là Kim Thanh thấy bàn tán vụ đó cũng nhiều á. Ai cũng nói về cái râu cả. Em thành công nhưng rồi. Bây giờ quên cái râu đó được không? Dạ, em nghĩ là đối với bản thân em thì diễn xuất của anh làm cho khán giả, bản thân em tin rằng là bỏ qua luôn tất cả những vấn đề về cái râu. Nhưng mà tại vì thương xin mọi người cái râu bàn tán khá nhiều cho nên làm em cũng vân vân về cái râu. Thiệt, ai cũng dạ, nói về cái râu khổ thân thật. Mà đâu phải mình tiếc dạ, tiền anh... đâu, mà tại mình không tìm ra được chỗ nào có râu đẹp hơn thôi mà. Dạ, bây giờ thì chắc khán giả cũng đã hiểu hơn nhiều về cái chi tiết này rồi ạ. Và em còn xin hỏi anh thêm một vấn đề nữa thôi ạ. Đó là em còn nhiều một vấn đề quá nhỉ. Dạ, cái này là vấn đề cuối rồi. Dạ, tức là em nghĩ rằng là anh đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp ạ. Từ một cái người danh hài đình đám, một MC thượng hạng, một diễn viên bảo chứng như là một trong những cái ông vua của phòng vé. Rồi vừa rồi lại là đỉnh cao mới của anh ở vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. Vậy thì sắp tới đây khán giả sẽ thấy một Trấn Thành như thế nào nữa ạ? Anh có còn điều gì muốn chinh phục nữa ạ? Cảm ơn bạn về câu hỏi này. Dạ vâng ạ. Tôi có một cái điều tôi rất tiếc tôi không làm được trong cuộc đời tôi, đó là làm giám đốc âm nhạc. Dạ. Một producer âm nhạc chính thức. Tôi rất mê nhạc và cái trí tưởng tượng tôi về âm nhạc nó rất phong phú và nó rất là có nghiên cứu nhé. Tôi nghe rất nhiều nhạc và tôi tin chắc rằng ở cái thế giới này tôi cũng là một trong những cái dạng dị nhân về nghe nhạc đấy. Tôi nghe nhạc từ Đông tới Tây, từ cổ chí kim, cũng như là nhạc gì tôi cũng nghe cả, và nghe theo kiểu nghiên cứu chứ không phải là nghe cho vui nhé. Mà nghe cái gì là mọi người, là bạn bè cũng biết hết, tại vì Harry kể hết luôn á. Yeah. Ở trên Facebook. Bởi vì nghe mà thuộc và am hiểu luôn về cái mạng đó luôn. Tại vì tôi mê nhạc một cách khủng khiếp. Tôi tiếc là tuổi thanh xuân tôi không được đi học hành đàng hoàng về nhạc lý, cho nên tôi không thể làm được cái điều đó. Đó là cái ước mơ mà tôi miss. Ừ. Cũng như việc là nhiều người ta nói tôi hát không tốt. Tôi nói thật là tôi cũng đắn đo suy nghĩ về điều đó lắm. Tại vì tôi nghĩ là tôi không bao giờ nói tôi là ca sĩ và tôi chưa bao giờ nói tôi hát tốt. Tôi chỉ nghĩ tôi là người hát có cảm xúc thôi. Có thể trời không cho tôi một cái giọng quá tuyệt vời để phát ra thì như ca sĩ. Và nếu như ai đó làm việc như tôi với tần suất nói chuyện rồi phải la hét như tôi thì mới biết lấy cái hình chụp hình mà cuốn họng tôi á, thì mới biết là cái dây thanh đới tôi nó bị tổn hại như thế nào. Thì mới thông cảm cho tôi. Nhưng vấn đề là người ta mê hát, người ta đang yêu cái điều người ta làm. Và tôi nghĩ nhé, tôi là một người hát không hay, nhưng cũng không phải là người hát quá tệ. Cho nên nhiều người cứ bị ác cảm với những cái điều tôi thấy nó hơi tội cho tôi đấy. Ừ. Ừ, tôi thấy nó có những cái ác cảm hơi quá so với những gì mà tôi làm. Tôi nghĩ chắc là do một phần chắc là do mình đứng mình hát cạnh những ca sĩ mà các bạn quá yêu mến, như Eric hay là Thùy Chi, thì các bạn lại có những cái so sánh nó khá là khập khiễng. Cho nên là đi đem tôi đi so sánh với những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam thì tôi thấy nó buồn cười thật ấy. Tôi đã nói là tôi là người hát giao lưu, mà tôi đã bảo tôi là ca sĩ bao giờ đâu mà đi so sánh giọng hát tôi như vậy. Thì tôi chỉ nói là tất cả những tiết mục mà tôi mang đến chỉ là tiết mục giao lưu,
và tôi yêu âm nhạc cho nên tôi muốn được hát. Và tôi hát nó có cái cảm giác riêng của tôi, đó là cái người mà hát bằng trải nghiệm, hát bằng cảm xúc. Có thể nó không tuyệt vời với một số người, nhưng có một số người nghe người ta vẫn cảm thấy thích, chứ cũng không phải ai cũng chê. Cho nên cái việc mà mọi người cứ làm quá lên về giọng hát tôi cũng hơi buồn. Nếu như họ có một ngày nào đó có cái chấn thương về voice như tôi trong cuốn họng của họ, thì họ sẽ hiểu là tôi phải khổ sở như thế nào để làm những điều đó. Nhưng mà không sao, tôi vẫn nói cái câu cuối của tôi là khán giả đều được quyền bình luận. Họ đều được quyền không thích. Và cho nên nếu như mình làm không tốt nhất thì mình sẽ đừng làm, vậy thôi. Và với đạo diễn, đối với tôi nó là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật rồi. Điện ảnh nó là cái loại hình cao nhất, là vì nó là tưởng tượng, mà tưởng tượng thì là vô biên. Cho nên khi bạn làm đạo diễn, ngay cả trên thế giới người ta còn không thống kê được đạo diễn nào là giỏi nhất mà. Họ chỉ có thể giỏi vì một mảng nào đó, là giỏi vì kiếm doanh thu, hay giỏi vì mảng phim này, giỏi vì mảng phim nọ, chứ họ đâu có thể là giỏi vì mọi mảng phim, mọi loại phim đâu. Cho nên đối với tôi, đạo diễn là cái cảnh giới cao nhất của nghệ thuật rồi, là bạn được tái hiện lại cuộc sống theo trí tưởng tượng của bạn. Thì tôi nghĩ rằng là hãy tìm những đỉnh cao của công việc này thôi. Mà vướng vào con đường làm phim rồi vất vả cỡ nào, nhưng mà bắt đầu vô là giống như nghiệp rồi, là bắt đầu mê, không có bỏ ra được đâu. Dạ, đó là, yeah, em nghĩ vậy, có thể. Rồi, được rồi, đúng không Phương ha? Dạ, dạ vâng ạ, và em cũng rất là hạnh phúc vì hôm nay được giao lưu với anh Thành, và em cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và khán giả. Cảm ơn Phương nhiều nhé. Dạ, em cảm ơn chị Thanh nhiều. Cảm ơn anh Thành ạ. Chào Phương, nhưng mà nói về nhạc á, thì Kim Thanh mới lật lại quá khứ. Cái hồi mình gặp nhau về cái web drama Bố Già trong cái buổi họp báo, là mình có, Kim Thanh có đặt một câu hỏi, thì Thành có nói một câu liên quan đến một cái album mình sáng tác cho rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ hát, rồi bây giờ mình vẫn chưa thấy. Nó vẫn đang thực hiện đó chị ạ. Chỉ có cái là chưa có thu âm hết thôi. Thành vẫn đang thực hiện cái điều đó. Nhưng mà chắc là do Bố Già, cái dự án nó chiếm quá nhiều thời gian hơn mình tưởng tượng, cho nên cái dự án nó đang bị đình lại thôi. Chứ Thành chắc chắn sẽ làm một cái album rất nhiều bài hát, rất nhiều tâm tư để gửi cho những anh em đồng nghiệp mà mình yêu thích á. Mà mình nghĩ là sẽ hát hay cái bài hát của mình, họ sẽ thu âm và sẽ cho ra mắt cái album đó. Chứ thật ra là nhạc phim Bố Già web drama thì rõ ràng là bài đó được đó. Giống như bài Cha Già Rồi Đúng Không của Phạm Hồng Phước đó, Thành cũng phải viết lại lời cho nó phù hợp với nội dung phim đấy. Không có xin Phước là em cho anh mạng phép được chỉnh lời của em nhé. Không phải để chứng minh gì cả, nhưng cho nó phù hợp với lại cái nội dung phim thôi. Rồi vâng, thời gian không có nhiều cho nên là chúng ta sẽ dành cho một thính giả nữa thôi ạ. Alo. Kim Thanh mới nhận thêm một câu hỏi từ cái bạn phóng viên lúc nãy. Hỏi bạn nói là hỏi thêm câu giùm là sau này thấy Trấn Thành cái kiểu vai diễn không có còn xoáy ca như trước đó nữa. Thì tức là mình thấy mình không hợp với soái ca nữa. Tôi không còn đẹp nữa. Tôi không tin là tôi đẹp thì ai tin tôi đẹp. Ủa nhưng mà mình không có tự tin là mình có thể giảm cân rồi mình... Giảm cân cũng không còn đẹp. Sao lại không đẹp? Vẫn còn ngon được chứ. Công nghệ là mọi thứ. Ngộ lắm. Có những lúc mà... Có những giai đoạn trong cuộc đời tôi có thể... Khi tôi già hơn nữa thì tôi lại thấy tôi đẹp hơn. Còn trong tự nhiên vô tình trong cái giai đoạn này trong cuộc đời đó, tôi không còn thấy tôi đẹp nữa. Tôi không tin tôi đẹp thì tôi không nghĩ là tôi sẽ có thể làm khán giả tin tôi đẹp. Nhưng mà bây giờ chị hỏi Thành nè. Thật sự là bây giờ em có thể giảm cân được không? Ô, chuyện nhỏ, em đang giảm cân đi chứ đó. Không, em hiện nay là ý như là slim như hồi đó luôn á. Nếu em thật sự muốn, nếu một dự án điện ảnh nào thật sự muốn Trấn Thành làm điều đó và bắt buộc Trấn Thành phải làm điều đó. Chuyện nhỏ. Ok, chị sẽ chờ. Tại vì giảm cân không khó với Thành. Thành nói nghiêm túc là do Thành không muốn thôi, không quyết tâm thôi. Tại vì mình nghĩ là như nè, chưa tới một cái gì đó quá đặc biệt mà mình thì lại thích ăn. Thì mình Facebook hình như ngày nào cũng có đồ ăn ngon. Tôi ăn nó ngon quá thì sao lại cứ phải giảm ốm cho giữ vô, thì có nghĩa là gì nè, giữa việc body 10 điểm ăn thì chỉ có được 2 đúng không, thì tôi vẫn lựa chọn thôi body 6 điểm, ăn được 4 năm thì tôi cũng thích hơn chứ nhờ.
Ok, chị em mình đồng ý với nhau chuyện này. Dạ, dạ. Vâng, mình sẽ tranh thủ như thế nào để phim ra thời gian nào, mình đưa lên cái nền tảng nào ha. Kim Thanh thấy hôm nay Netflix cứ hiện ra bố già ở cái phần trang chủ đó. Biết đâu là một thời gian tới thì Thành sẽ bán cho Netflix. Ừ. Hoặc là cho Galaxy Play. Ừ. Yeah. Ừ. Nhưng mà đúng là nhiều người á bị nhầm lẫn á, khi mà tưởng cứ nói bố già là nó ở đây tôi xem rồi mà. Dạ. Đó, đa phần tức là có một số đối tượng khán giả vẫn không có hiểu giữa cái điện ảnh. Nhưng chắc là sau cái 100 tỷ hôm qua chắc là hết lộn rồi. Tại nó hơi rần. Nhưng mà bây giờ mình kỳ vọng 300 tỷ mình làm cú gì lớn nha ha. 300 tỷ sẽ làm phim hay hơn. Ok. Vâng, và ngày hôm nay như vậy thì thời lượng dành cho chương trình không còn nữa rồi. Cảm ơn Trấn Thành rất là nhiều và hẹn gặp lại Trấn Thành trong một cái dự án điện ảnh tiếp theo với một cái vai trò đạo diễn gọi là đứng solo một mình, chứ không phải là một cái tác phẩm mà giống như anh Đảng anh nói đó, là Thành quá thừa tài năng, không cần bất kỳ một nem nào đứng cùng nữa. Cảm ơn, sẵn đây Thành nói thiệt, muốn chia sẻ cái điều này. Thành rất rất cảm ơn anh Đảng. Thật ra Thành cũng không phủ nhận việc là mình đã làm rất nhiều cho cái điện ảnh bố già này. Vì nếu mình nói mình không làm nhiều thì đó là mình đang nói dối, nói khách sáo. Mình làm nhiều lắm chứ, tại vì mình yêu tác phẩm của mình mà. Nhưng nói như vậy không nghĩa là việc là anh Đảng làm việc không nhiều. Cho nên là anh Đảng là một người đàn anh mà Thành quá kính trọng đi. Thật sự anh quá là đàng hoàng, tử tế và rất là đàn anh, đúng nghĩa là đàn anh. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn anh nào nói chuyện về đàn em của mình mà như vậy cả. Anh có thể không cần phải nói một cách nhiệt tình như vậy về những gì Thành đã làm, nhưng anh đã nói hết bằng trái tim của mình. Mà tôi nghe tôi rất là xúc động. Và tôi nói thẳng, tôi nhắn tin cho anh Đảng là anh ơi, anh làm em kính trọng anh quá, em rất là nể anh, tại vì không ai nói về đàn em mình như vậy cả. Và cho phép em luôn luôn là một người đồng hành với anh trong cuộc đời của anh luôn, là bất cứ dự án nào của anh, chỉ cần anh alo, anh cần cameo gì đó, vai diễn phụ gì đó mà cần nhờ em giúp đỡ, em sẽ cùng đồng hành với anh để em trả lại cái ơn nghĩa này cho anh. Đây là thật sự là một cái người anh mà Thành rất kính trọng. Và những gì anh làm cho bố già cũng không nhỏ đâu quý vị ạ. Anh theo suốt, đồng hành suốt cả khâu kịch bản lẫn khâu chỉ đạo diễn xuất và ở ngoài hiện trường. Anh là một người rất trách nhiệm. Và anh cũng tham gia dựng phim luôn. Nói chung anh làm nhiều lắm, chứ cũng không phải là như anh nói là Thành chỉ là cái người final lại mọi thứ thôi. Tại vì Thành là người nghĩ ra cái tác phẩm này nên Thành là người hiểu nó nhất, cho nên Thành là người final mọi thứ thôi. Chứ anh giúp Thành làm rất rất nhiều, cho nên Thành cũng nhân chương trình xin được gửi một lời cảm ơn trân trọng và thật sự tận đáy tim mình đến với anh Vũ Ngọc Đảng, một người anh cực kỳ là đáng kính trọng trong nghề. Vâng, cảm ơn Trấn Thành rất là nhiều với những cái chia sẻ đó. Và đến đây thì thời lượng cũng không còn nữa, cho nên là cảm ơn các thính giả, xin được nói lời chào tạm biệt.